Phương Tây không thống trị thế giới từ 500 năm trước như nhiều người lầm tưởng. Phương Tây chỉ chi phối thế giới trong khoảng 200 năm nay, kể từ đêm trước của cuộc chiến tranh Nha Phiến 1842. Tại thời điểm ấy, sản phẩm của các nhà sản xuất người Anh tràn ngập toàn cầu, tràn ngập Trung Hoa và những con tàu vỏ sắt của họ chiếm lĩnh khắp các mặt biển và đủ sức đánh bại bất cứ hạm đội nào trên thế giới. Các đoàn tàu thám hiểm của họ tung hoành khắp nơi trên toàn cầu. Nhưng vào thế kỷ 21, Nhật Bản nổi lên như một cường quốc và nền kinh tế Trung Hoa cứ mỗi 6 năm lại tăng trưởng gấp đôi về quy mô và sẽ có khả năng lớn nhất thế giới trước năm 2030. Ian Morris bác bỏ thuyết phương Tây luôn thống trị trong cuốn sách Tại sao phương Tây lại vượt trội? Why the West Rules for Now? Ông tin rằng lịch sử có quy luật và có tính dự báo, và những hình mẫu lịch sử có thể dự báo tương lai. Cuốn sách đã gợi lên những câu hỏi quan trọng. Tại sao phương Tây lại tạm thời vươn lên trước phương Đông cho đến thời điểm này? Tại sao phương Tây lại phát triển hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới? Tại sao sự phát triển của phương Tây lại gia tăng quá nhanh trong 200 năm qua? Đến mức lần đầu tiên trong lịch sử có một số quốc gia đã thống trị toàn bộ hành tinh này mà trước đó chỉ có thể có các đế chế tầm khu vực mà thôi. Thông số cuốn sách, khổ sách 16x24cm, độ dày 982 trang, bố cục sách 3/12 chương. Tại sao phương Tây vượt trội là cuốn sách khổng lồ của Ian Morris và là cuốn sách dành cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử loài người, đến khảo cổ học, địa lý, cuộc đua giữa phương Đông và phương Tây trong quá khứ, hiện tại và tương lai.